biển Gold Coast, gần sân bay Gold Coast nha cả nhà. Và bây giò là đang tù mực trực tiếp đi mò cua bắt ốc ở biển. Thì còn không có cái cây gì đâu, chúng ta đang phát hiện một cái ổ cua thật to, nhưng mà đang tìm một cái cây gì đó. Trời đất ơi, nó lấy cái vũ bóng tay của tôi để chọt xuống cái lỗ cua nhưng mà chọt không được. Khoan, để mẹ quay. Khoan, cha chả, quay như thế này thì chúng ta xoay cái màn hình lại bằng cách nào? Ủa, làm sao xoay cái màn hình lại? Ủa, làm sao xoay cái màn hình đây? Không có thấy cua được rồi. Mình đừng có làm gì quá sức nha quý vị. Đâu đâu con bầu ngư đó đâu, đưa đây con bầu hai này đây. Thưa quý vị, tôi nói con này con bầu ngư mà mấy đứa đây nó cãi, nó nói không phải. Bà con xem, nó có phải là con bầu ngư chăng? Cái thịt này, cái miếng này là miếng con bầu ngư nè. Đúng không, đúng không? Nó rất là cứng, nó dính trong đá, nó rất là cứng và chúng ta có thể nại nó ra. Và cái miếng thịt đó là miếng thịt bầu ngư. Tôi tin chắc là như vậy. Rồi trả cho con bầu ngư nè. Con làm gì á cô Huy? Hả? Con làm gì đó? Lấy ra đi. Rồi. Con làm gì á? Máy bay kìa. Thank you.
rồi đi. Ê, nước chảy rồi, ướt rồi, vậy có hết rồi, tiêu rồi, trời rồi, là xong rồi, ướt luôn đôi vớ rồi, trời ơi, tại cú heo nó lên chặn đường của hai chạy không kịp rồi, có một đôi giày duy nhất ướt dài và ướt vớ luôn rồi, lên xe phải cởi phơi rồi. Giày này là cái giày tắm nước mới đau lòng chứ, rồi xong phim cuộc hành trình đi chơi mới tới đây thôi mà đã bị ướt dài thì làm sao đây, trong khi rất là lạnh. Thôi buồn quá, tạm biệt cả nhà đây.